Hiện nay tại Sundarban, Ấn Độ, rất nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của các nhóm buôn bán người. Ngoài phụ nữ, trẻ em tại đây cũng trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người trái phép. Theo thống kê từ năm 2021, có khoảng 8.000 trẻ em đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người trên khắp Ấn Độ. Sundarban là khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới và là nơi dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp khó khăn. Nhiều gia đình phải di dời, thu nhập bị giảm sút, một số gia đình cho phép con cái họ đi làm, từ đó, những đứa trẻ trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người. Bên cạnh đó, phụ nữ tại đây cũng bị ép kết hôn sớm, những kẻ buôn người dụ dỗ bằng cách hứa hẹn cho họ công việc, hoặc giả vờ mai mối yêu đương nhưng sau đó sẽ bán đi. Câu chuyện về cô gái tên Najami là nạn nhân của kẻ buôn người khiến người xem không khỏi xúc động. Sau cơn bão năm 2021, Najami sống trong gia đình có 16 thành viên, phải vật lộn tìm kế sinh nhai. Cô bị dụ dỗ bởi một vị bác sĩ, hứa hẹn cho cô công việc tốt nhưng sau đó đã đánh thuốc mê và hãm hiếp cô, khi đó cô mới chỉ 15 tuổi. Sau đó, Najami được cảnh sát tìm kiếm và giải cứu. Thời điểm đó, cô phát hiện mình có thai, nhưng không thể giữ được đứa con. Trước thực trạng quá nhiều phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của nhóm buôn người, Suhadri Raptan, 29 tuổi, đã bắt đầu cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Cô là điều phối viên của một tổ chức phi lợi nhuận. Hàng ngày cô đi đến từng hộ gia đình, giáo dục cho phụ nữ và trẻ em về nguy cơ bị buôn bán, đồng thời giúp cảnh sát tìm kiếm những người mất tích. Nijimika has been working over the last 38 years. We work on various issues of gender violence, including human trafficking, domestic violence, sexual exploitation, and climate change impact on communities. Raptan cho biết tổ chức của cô tiếp nhận khoảng 4 trường hợp buôn bán trẻ em mỗi tháng. Nhiều gia đình thường không biết con mình bị buôn bán cho đến nhiều tháng sau đó, khi đột nhiên mất liên lạc với con. Cảnh sát địa phương cho biết nạn buôn người là một trong những vấn đề lớn trong những năm qua tại đây. Nhóm buôn người hoạt động có mạng lưới rộng khắp toàn quốc và sẽ trả tiền cho những người cung cấp thông tin về các gia đình nghèo khó và dụ dỗ bằng cách tìm cho họ công việc tốt. Raptan chia sẻ quá trình tìm lại công lý cho các nạn nhân rất khó khăn. Băng nhóm buôn người thường đe dọa sẽ giết hoặc gây áp lực đến gia đình nạn nhân nếu họ khởi kiện, buộc các nạn nhân phải rút đơn tố cáo. Không ít lần Raptan cũng bị những kẻ buôn người nhắm đến và đe dọa vì công việc giúp đỡ những nạn nhân sống sót đòi lại công lý. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm đưa những kẻ buôn người vào tù. Năm qua, có khoảng 600 nạn nhân sống sót trở về sau khi bị buôn bán. Tổ chức của Raptan đã tư vấn, giáo dục cho phụ nữ, trẻ em cách tự bảo vệ mình trước những kẻ buôn người và giúp họ định hướng tương lai.